rầm 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 như con trâu. Đưa được đi này. Tí nữa. Hàng rồi. Cứ hàng đi. Ba mươi phút từ 6:21 cho cái mày đúng 30 phút vào nhau thôi đấy. Này là nước phối đẹp, người ta không cần nước phối hôm trước, chỉ cần phối mỗi một phát hôm nay thì nó đủ. Này là đúng 11 ngày. Thế con này lần sau là phải nghĩ là sau là cứ 10 ngày hoặc 11 ngày. Nó đang vướng chân kia thì làm sao mà làm ăn được. Thôi còn gà mà còn quan tâm đến con gà nữa, thối còn quan tâm gì. Nhanh ra, phải ra ra bạn gái đi, đừng có quan tâm vào đây, kiên trì vào. Nghỉ một tí đã Vi. Nghỉ một tí đi. Con Gina cũng nằm xuống đấy nghỉ một tí đi. Tiến hành đi. Tị tạ nhá. Nhưng mà nó chưa được gì cả. Gái nó mới é ra thôi. Pin được còn gái nó chưa được. Thì làm sao? Đấy nhá, thế là tính đỡ cho mày mà cuối cùng của mày lại không cho tao đỡ nhá. 30 phút nha. Coi như là đến bây giờ là 30 phút rồi đó. Nằm bắt chân chữ ngũ này. Thư thái rồi đấy. Vi lên đi. Lên. Lên.
lên cho nó giải quyết cho nó xong. Thả dây. Đi ra đằng kia đi. Nó còn đang cứng thì như hôm trước là nó khó đẹp. Nhìn cái cơ bắp của Gina, nhìn cái cơ vai của Gina cũng gọi là cơ bắp cuộn cuộn luôn. Nhìn cái cơ kìa. Đấy, giờ cái nó sẽ không mơi được nữa. Khóa là nó không mơi à, sẽ nào à. Còn bao nhiêu là cho bạn hết nha. Cho bạn hết bạn cầm về nha. Còn Gina nữa nha. Lần sau ăn vả nó vừa phải thế nha. Thấy thái độ của chúng nó. Đi xong được việc cả hai cái là mỗi con nằm chỗ ngay. Không con nào quan tâm đến con nào luôn. Mà nó nào có mệt lắm đâu hả? Em chưa.